Xin chào các anh em thân thiết của kênh Minh Phụng Music. Kidman là thương hiệu piano chắc chắn không hề xa lạ, xuất hiện rất nhiều trên các video về nhạc cụ của kênh. Còn Kidman KS1 Bluetooth là cây piano được rất nhiều khách hàng cực kỳ yêu thích. Trong video hôm nay, mời anh em hãy theo team giao piano KS1 Bluetooth cho cô khách tại Tiền Giang. Nào, chúng ta cùng bắt đầu video thôi. Nhân viên Minh Phụng đã bắt đầu lên đường những tuyến đường buổi chiều đi về miền Tây. Thời tiết trong xanh dịu mát phù hợp cho anh em đi phượt khám phá bằng xe máy. Và tụi mình đã tới Bình Chánh. Đi theo quốc lộ 1A là team sẽ đến được Tiền Giang. Đơn vị vận chuyển đã cùng team có mặt tại Tiền Giang. Bây giờ đã xế chiều nên trời khá nắng. Bác Tài mở cửa thùng tải ra. Sau khi kiểm tra thông tin đơn hàng hoàn tất, chiếc piano đã được mang xuống. Đàn có khối lượng 40kg nên hai bạn nhân viên đã cùng nhau nâng lên, chậm chậm đưa vào nhà khách. Kiểu dáng thùng hình chữ nhật gọn cùng kích thước hoàn hảo, giúp anh em thuận lợi di chuyển qua những không gian hẹp. Và thùng đàn đã đến nhà khách rồi. Cô khách chia sẻ rằng đã xem rất nhiều video trên kênh về chiếc piano KS1 Bluetooth và rất hài lòng với chất lượng đàn, giá cả hợp lý, chức năng đa dạng cũng nhiều ưu đãi và quà tặng hấp dẫn, nên đã quyết định mua ngay cái đàn và gọi ngay đến cửa hàng để được tư vấn để chốt em piano này chuẩn bị đón Tết. Trong thùng sẽ gồm có thân đàn, chân đàn, pedal, sách hướng dẫn, nguồn và ốc lắp đàn. Khi anh em đang theo dõi video, mình sẽ hướng dẫn cho mọi người các bước cơ bản để tự lắp đàn nhé. Chân đàn được lắp cố định vào pedal, tiếp theo lắp tấm chắn sâu vào chân đàn với pedal vừa mới lắp, cuối cùng lắp thân đàn vào. Nhân viên bên mình sẽ chuẩn bị quà tặng quen thuộc chính là ghế piano cao cấp cùng jack phone và tai nghe đầy đủ cho khách hàng. Hãy tìm hiểu điểm nổi bật nhà Kidman đem đến khách hàng trên cây piano này nhé. Đàn 88 phím với 5 cấp độ cảm ứng lực nhấn, 128 polyphony và 20 âm sắc, mang đến sự vượt trội về âm thanh và giai điệu. Cổng USB kết nối với máy tính, điện thoại thông minh, máy tính bảng dễ dàng hỗ trợ truyền nhận dữ liệu MIDI và dữ liệu âm thanh kỹ thuật số, và nhiều chức năng phổ biến trên piano của nhà Kidman như metronome đếm nhịp, slide mode chia bàn phím, Trinova trộn tiếng, jazz bow tăng giảm tông, kết nối không dây với các app học nhạc như Simply Piano, Perfect Piano bằng MIDI Bluetooth ngay trên đàn, giúp tiết kiệm diện tích dây cáp mà người chơi phải dùng. Khi mua KS1 Bluetooth tại Minh Phụng Music, bạn sẽ được bảo hành 24 tháng, một đổi một trong vòng 30 ngày, giao hàng và lắp đặt miễn phí, trả góp với lãi suất 0%. Cô khách bắt đầu bóc siêu đàn, đầu tiên là nắp đàn, rồi đến phím và test độ vang của các phím. Team rất vui vì được sự ủng hộ và chọn lựa KS1 Bluetooth của cô để có những giờ thưởng thức âm nhạc đầy niềm vui. Buổi giao đàn piano KS1 Bluetooth đến với Tiền Giang đã hoàn tất. Cảm ơn các bạn đã xem video. Hãy dành tặng cho Minh Phụng những nút like, share, subscribe, ủng hộ tụi mình nhé. Để tham quan và trải nghiệm các mẫu piano yêu thích, các bạn hãy ghé showroom hoặc liên hệ qua hotline 0919768606 để được nhân viên bên mình tư vấn cụ thể hơn. Xin chào và hẹn gặp lại.